Kính mời đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe lời khai thị của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Mình hàng đêm mà nói về hộ niệm thế này, chư vị có thấy thích thú không? Xin thực thực là lợi lạc dữ lắm đó chư vị. Mình biết rằng là cái phương pháp hộ niệm này của Phật để lại trên mấy ngàn năm rồi. Mình cũng là người học Phật, nhiều người cũng học Phật, nhưng hoàn toàn không biết chuyện này. Cho nên phải trải qua mấy ngàn năm rồi mình mới gặp được cái duyên hộ niệm để vãng sanh. Xin chư vị phải cố gắng ráng mà tìm hiểu. Nếu mà luống qua cái duyên này rồi thì nhiều khi vài ngàn năm nữa mình có thể mới gặp lại được đấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Khi mà chúng ta nghiên cứu đầy đủ hết cái bộ sách này rồi thì coi như là chư vị nắm vững từng điểm nhỏ pháp hộ niệm, không còn cái gì mà để ai ngại nữa hết. Tại vì tập sách này nó từ những chi tiết nhỏ nhất trọn bộ từ đầu chí cuối luôn. Mong chư vị cố gắng ráng, ít ra gì chính mình cũng phải vãng sanh. Hôm nay chúng ta nói đến cái trang thứ 17, vấn đề 13, nói về hiện tượng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nhớ những điểm gì? Mình thấy rõ rệt là những điểm mình đưa ra rất là cụ thể, không có gì là mơ hồ cả. Đúng sai trong này cũng xác định luôn rồi. Cho nên chư vị thấy rõ rệt là nếu mà người nào mà cố gắng nghe cho hết thì coi như là không còn cái gì để mà hỏi nữa. Rõ ràng câu A: người chết đi để lại thoại tướng mềm mại thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Sai. Cho nên có nhiều người cứ định nghĩa là thấy mềm mềm một chút là tưởng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà tình thực nhờ hộ niệm mà mình mới thấy cái hiện tượng ra đi thân tướng tốt đẹp mềm mại, bất khả tư nghị. Còn hồi trước mình thấy 1.000 người ra đi, không bao giờ mình tìm ra được một người mà thân tướng mềm mại. Chứng tỏ rằng là trước khi mình biết vấn đề hộ niệm, mình mới thấy rõ rệt là con người chúng ta còn sống thì bon chen lợi danh, nào là tiền bạc nhân nghĩa đủ thứ hết trơn. Nhưng mà khi chết rồi cái thì đi vào con đường đọa lạc trong tam ác đạo nhiều không tưởng tượng được, mà người ta không hay. Chính vì thế mà khi có cái phương pháp hộ niệm, mình thấy những cái người mà họ ra đi thân tướng mềm mại, mình mừng vô cùng. Tại vì ít ra mình cứu người đó vượt qua được ba cái đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Họ trở về trong tam thiện đạo. Mà thường thường là những người mà được niệm Phật mà ra đi thường thường sinh lên cánh trời không đấy chứ vậy. Không phải đơn giản đâu, lên cánh trời không đấy. Cho nên cái phương pháp hộ niệm nó quý vô cùng. Người mà mình hộ niệm cho người ta để lại thân tướng mềm mại, tươi hồng, thì cái điểm đầu tiên mình xác định là cái người đó vượt qua ba đường ác, tức là không bị phạm vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn những người vừa tu hành giỏi sao không biết mà ra đi thân tướng cứng đơ, mặt mày hãy kinh, là nhất định họ đi vào tam ác đạo rồi, không còn cách nào có thể mà thoát được. Chính vì thế mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng là con người mà chết đi rồi lấy lại thân người khó lắm đấy, gọi là nhân thân năng đắc đấy, không đơn giản đâu. Đừng có khinh thường. Khi mà mình biết được cái pháp hộ niệm rồi, mình mới thấy rõ ràng chứng minh lời Phật dạy đúng. Mà hồi giờ chúng ta không biết, vì không biết cái phương pháp hộ niệm cho cứ hy vọng là người thân chúng ta đi cái nào đó, mà thực ra thì đi vào con đường hiểm nạn. Mà hồi thường tình không lấy đời này người ta đi vào cánh quý là ngã quý nhiều lắm.
Tại sao vậy? Một là ngu si, từ cái ngu si đó mà tham lam, tham tiền, tham bạc, tham của, tham cái gì đó, tham danh, tham vọng gì đó, tham đủ thứ tham hết, tham tiếng, tham tâm, tham đẹp, tham đủ thứ tham hết. Vì thế cho nên họ tưởng nó là đời này con người mà chết rồi đi vào con đường ngạ quỷ nhiều quá. Chính vì cái yếu tố này mà bên Tịnh Tông người ta nỗ lực làm tam thời hệ niệm đấy, là để cứu người ta đấy. Tại vì một lần mà làm tam thời hệ niệm cả hàng triệu cái vong linh tới vậy đó, không phải dễ đâu. Tức là họ đau khổ lắm, kinh khủng lắm. Mà làm như vậy thì có những người người ta ngộ đạo, người ta có thể niệm Phật vãng sanh. Chứ còn những người không ngộ thì thôi chịu thua. Còn hộ niệm này là chúng ta đừng để bị rơi vào cảnh giới đó, mà hãy lo mà tự chủ đi vãng sanh đi. Thực ra là những đường ngạ quỷ đó, nó thẳng thắn là những người mà tham nhà, tham cửa, tham con, tham cái luyến tiếc gì đó, rồi nó vượt qua 49 ngày không đầu thai được. Ở trong cái giới thân trung ấm lâu lâu nó kết đoạn kết bè với nhau thành cái loại đạo đó, chứ không có gì cả. Vô cực vô cùng. Mà người đời người ta gọi là ma là quỷ rồi vậy, mà thực ra chính là người vụng dại đường tu. Cho nên mong chư vị phải hiểu được như vậy, mà chúng ta mới thấy là cái phương pháp hộ niệm này nó quý giá vô cùng. Ngày hôm qua nói chuyện về Việt Nam thì mấy cái ban hộ niệm đó họ khoe, ngày hôm qua đây tôi tiễn đưa một người vãng sanh bất khả tư nghị. Thưa vị thấy không? Mà nhờ là lúc mà phi hộp một vài ban hộ niệm lại, người ta cũng báo cáo cho mình, chứ bây giờ làm sao mà điều tra cho được hằng ngày như vậy. Chính vì vậy mà có những người ta nói đây là cái hiện tượng mà đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam, trong dân tộc Việt Nam từ trước bây giờ chưa có hiện tượng này. Mình thấy rõ ràng là phương pháp của nó quý vô cùng. Mấy ngàn năm rồi chúng ta mới gặp được, nay gặp được rồi xin cho vị phải trân quý để mà tìm cách cứu nhau. Ít ra thì cũng cứu mình, chứ còn không thì luôn qua một cái, không dễ gì gặp lại. Chính vì thế mà cái phương pháp hộ niệm mình có thể làm ấn chứng cho những người bị nạn tâm đồ hay không rõ rệt, mà còn hay nữa là có thể ấn chứng cho người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Ví dụ như một người mà trước khi đắc khơi mà họ niệm Phật, quyết lòng họ niệm Phật, họ niệm Phật tới hồi tới cuối cùng, họ chấp tay niệm Phật, có nhiều người dơ bảo đảm chắc chắn họ vãng sanh. Nếu không hộ niệm làm sao có hiện tượng này? Xin thưa với chư vị, không tu thì đọa lạc đã định, tu mà không biết đường vẫn bị đọa lạc như thường. Cho nên mình thấy ở đây mình lập một cái niệm phân đường nhỏ nhỏ, 5 người, 10 người là đủ rồi, không còn đông nữa. Tại vì đông thì bị chính phủ của chị cao trổ nó lên tiếng. Nó lên tiếng một cái là chúng ta đóng cửa. Cho nên mong chư vị đó, không còn đông người, còn chuyên tinh. Người nào nhất định chuyên tinh một lòng một dạ đi vãng sanh thì mới tới đây niệm Phật. Còn mà tới đây lưỡng vững, nhất định không chấp nhận. Vì sao như vậy? Vì mỗi người chúng ta phải ngộ lấy, mỗi người chúng ta phải thực hiện con đường giải thoát. Nếu mà chúng ta không có thực hiện con đường đó, tu chung chung, tu theo số đông, tu cho vui, người ta tu sao tu vậy? Nó thắng với chư vị, ức triệu người tu hành, tìm không ra một người thoát nạn. Bảo đảm, chắc chắn như vậy. Cho nên chư vị trân quý, phải trân quý chi pháp hộ niệm này. Đừng khinh thường. Câu B, người biết trước ngày giờ chết, an lành ra đi, để lại nhiều xá lợi thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai? Cái nói đúng không? Xin thưa với chư vị, để mình xác định thế nào gọi là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người biết trước ngày giờ ra đi chưa chắc gì là người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Nhưng mà người biết trước ngày giờ ra đi là một thời tương tốt. Nếu thêm thời tương tốt thì mình chấp nhận. Một người vãng sanh có tên là biết trước ngày giờ ra đi, đúng. Người ta niệm Phật ra đi, tốt. Tốt hơn những người không biết trước, tại tự tỉnh táo hơn. Nhưng mà biết trước ngày giờ ra đi không phải là người ta vãng sanh. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Để lại nhiều xá lợi cũng không chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhớ cho kỹ cái điểm này nghe chưa vậy? Có nhiều người nói trời ơi, người ta ông kia ông đi vãng sanh để lại xá lợi nhiều quá. Hỏi tại sao biết? Tại vì ông để lại xá lợi cho nên biết ông vãng sanh. Không phải.
Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, Ngài để lại những viên xá lợi nó tròn như là cái hộp bắp vậy, gần gần cái hạt 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 đậu 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 xanh, nó tròn mà nó trong veo như là thủy tinh đấy chứ vị. Ngài có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu, Ngài về cung trời Đâu Xuất vẫn ở trong dục giới, chiều qua của sắc giới đấy. Cho nên những người mà tu thiền định, họ giữ được cái tâm thanh tịnh, tâm càng thanh tịnh chừng nào nó kết lại những cái gọi là những tinh thể của nhục thân, họ để lại những viên xá lợi đẹp lắm, nhưng mà không phải là có xá lợi là được vãng sanh. Nhớ trực kỹ cái điểm này, phải nắm được vững cái yếu tố nào gọi là vãng sanh, yếu tố nào gọi là thời tương tốt tương lành. Đó là những cái tương lành, biết trước ngày giờ ra đi thân tướng tốt đẹp là những hiện tượng lành, có hương thơm có quang minh nữa cũng là gọi là tướng lành, gọi là tướng lành ra đi, chứ không hẳn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chư vị nhớ là sinh về một cánh trời, nhiều khi người ta có hương thơm đấy, bị đang ngào ngạt đấy, hương thơm đó không phải là họ đâu, hương thơm của chư thiên tới nghe đón người bạn về, chứ không phải là của họ đâu. Mong chư vị hiểu được rõ ràng như vậy. Những người biết ngày giờ ra đi, những người tu theo quý thần đạo, người ta có thể biết ngày giờ ra đi đấy, tức là họ chết rồi đi xuống cái đường quỷ để họ phục vụ trong những cánh quỷ. Đến ngày đến giờ tới sai ông bên tới bắt để đi đó, ta biết trước đấy. Thực sự có nhiều người đấy, chứ không phải là nói là biết ngày giờ ra đi là được vãng sanh đâu. Có những người ta tu thiền định, ta định thần, ta tắt hơi luôn, mà ta đi việc cánh giới chỉ tùy theo họ. An lành ra đi cũng không phải là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên có nhiều người tu cứ nguyện làm sao mà khi tôi chết được an lành, hoàn toàn là vô cùng dở. Nếu mà nguyện vậy thì cần chi nói bác sĩ ơi, khi mà tôi bệnh đau rồi cho tôi một phiên chuẩn bị, cứ chích một phiên vô là an lành vô cùng đi, chứ còn gì phải tu chứ cực gì. Chết an lành không phải là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng cầu nguyện như vậy không tốt. Phải cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dẫu cho mình ra đi bị nghiệp dưng đánh mình với trăn trở lăn lộn đau đớn lên giường, nhưng mà chí khí của mình vững vàng, nguyên lực của mình vững vàng, mình quyết lòng mà đi, mình vẫn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là trải qua cái cơn đau cuối cùng của cuộc đời này, trả cái nghiệp đó, rồi mình theo nguyện lực của A Di Đà Phật trở về Tây Phương. Nếu một người mà vững vàng chắc chắn như vậy, trong cơn đau đớn người ta vùng lên tên niệm Phật, tự nhiên Phật gia trì, chư thiên long Phật gia trì, làm cho họ không còn đau nữa, ta yên lặng an lành, đây đúng là an lành bản thân Tây Phương Cực Lạc. Chứ con cầu cho chết an lành đơn giản lắm, bác sĩ bây giờ người ta làm liền, có nhiều cái phương pháp mà châm cứu, ta châm cứu làm tê liệt thần kinh, không còn đau đớn gì khác. Không còn đau đớn có nghĩa là mình không dễ không dỗ, chứ mà thực ra cái linh hồn của mình theo nghiệp mà tạo này. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới biết cái nguyện nào là nguyện sai, cái mơ nào là cái mơ không đúng, cái cầu nào là cái cầu chánh cầu, để mà chúng ta thành đạo. Thì cái cầu nguyện mà Phật cho là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin đừng nguyện là tôi không có bệnh để ra đi, đừng có nguyện là lúc tôi ra đi đừng có đau quá đớn, đừng có nguyện là khi tôi ra đi con cái tới bao vây chung quanh, đừng có nguyện là khi tôi ra đi chết trong bệnh viện đừng chết ở nhà. Đừng có nguyện những cái đó không tốt. Mong chư vị nhớ nguyện vãng sanh Tây Phương. Cho nên pháp môn niệm Phật đơn giản vô cùng mà vi diệu bất khả tư nghị. Người đã hộ niệm giúp không biết bao nhiêu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị đừng để mất con đường vãng sanh một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng buông thư. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng chiều hôm nay chúng ta tiếp tục cùng lắng nghe cư sĩ Minh Đạt chia sẻ về phương pháp hộ niệm để giúp cho chúng ta hiểu đúng, hành đúng hơn.
phương pháp hộ niệm vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Kính mời cư sĩ Minh Đạt. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta có cái cơ duyên thật là thù thắng, đúng ghê. Khóa tu này thì lại có cái chủ đề nói về vãng sanh, để cho chư vị chúng ta hiểu rõ thế nào là vãng sanh thì mình mới trân quý được. Đây chắc là một cái cơ may, chắc là một cái phước báu của nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu hành. Không biết có phải thế không? Hôm nay mình gặp được đúng cái chủ đề này để chúng ta cùng nhau nghiên cứu, để chúng ta hiểu rõ, để biết được cái cơ hội này mà chúng ta cũng có phước phần vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Không biết là các bạn có nghĩ là như thế không? Quý lắm đấy, quý vô cùng đấy. Quý đến mức độ là hàng tỷ người mới chọn ra được một bác đấy. Đây là lời Phật dạy mà. Lời Phật dạy, Phật dạy ức người tu hành. Bây giờ mình kiếm ra một người niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Đây là lời Phật ở trong kinh Đại Tập đấy. Chúng ta phải tin Phật không sai đâu. Số người mà ngồi đây có mấy chục người đấy, không có ăn nhầm gì so với cái số chúng sanh ở trên cái quả địa cầu này đâu. Đúng không các bạn? Cái số người ở trên cái quả địa cầu này mà người ta không niệm Phật, không cầu nguyện vãng sanh thì sao người ta đi đâu? Người ta có được vãng sanh không? Không. Đây là lời Phật dạy đấy. Cho nên là hôm nay mà chúng ta ngồi đây, chúng ta gặp được cái cơ hội này, là chúng ta phải tha thiết cầu nguyện vãng sanh, thật lòng mà cầu nguyện vãng sanh các bác nhé. Phật dạy là chúng ta có một cái ách lạc vô cùng là đau khổ đang chờ ở trước mắt chúng ta đấy. Ngài nói ra cái lời này là Ngài rưng rưng nước mắt. Ngài thương chúng sanh đến tận cùng cực rồi mà phải nói ra cái lời đấy. Nói ra cái lời là chư vị ơi, cái ách nạn đau khổ cùng cực đang chờ chư vị ở trước mắt đấy. Không biết là chư vị có sợ hay không? Đấy là chính là cái lời nào đấy? Là cái lời nhân thân lan đắc đấy. Ta nghe được cái lời này mà ta thấy Phật từ bi đến cùng cực luôn, thương chúng sanh đến cùng cực luôn, muốn cứu chúng ta để thoát khỏi cái ách nạn này. Không biết là được bao nhiêu người nghe, không biết là được bao nhiêu người tiếp nhận, được bao nhiêu người y giáo phụng hành. Không biết là các bác có đồng ý với cái suy nghĩ của Minh Đạt như thế không? Các bác có đồng ý không? Đồng ý. Khó lắm đây, khó vô cùng đấy. Bây giờ chúng ta lấy một cái hình tượng như thế này đi để chúng ta so sánh. Ví dụ như là ở đây chắc ai cũng biết là ở châu Phi có một cái vùng dân là nghèo đói lắm. Đói rách lắm, không kể cả có cái miếng ăn nữa, nước còn không có uống. Thực sự đấy, có cái vùng như thế đấy, mình đã chỉ xem ở trong mạng thôi biết được, có những nơi người ta báo cáo là như thế. Đến nước uống mà không có, đừng có nói đến cái nước mà để mà vệ sinh, giặt giũ không có luôn, nghèo khổ đến mức độ như thế đấy. Có những người mà bụng thì ỏng ra, chỉ còn xương thôi. Ruồi nó đậu mà còn không đuổi được. Có những cái vùng như thế đấy. Bây giờ chúng ta thử hỏi,
Nếu mà những người này mà người ta biết được ở Âu Châu ấy cái cuộc sống tốt đẹp hơn, giả sử như vậy, giả sử như ở Âu Châu có một cái quốc gia, có một chính phủ nào đấy, người ta phát tâm là người ta muốn cứu những người ở châu Phi nghèo khổ này về Âu Châu để sinh sống. Đi luôn. Các bác nghĩ là cái người châu Phi có đi không? Đi luôn. Có đi không các bác? Không. Họ Có đi không? Những cái người mà không cả có ăn này, ruồi đâu còn không xua được này, hỏi là những người này có muốn sang Âu Châu không? có chứ. Nhưng mà người ta có đi không? Không chắc. Có người đi, có người không. Rồi chúng ta lại đặt ra một câu hỏi nữa. Không biết là con cháu của những cái người mà có cha có mẹ mà nghèo khổ như vậy đấy, người ta ở ở châu Phi đấy, không biết là người ta biết là ở châu Âu có cái cuộc sống tốt đẹp như thế thì người ta có bằng lòng để cho cha mẹ người ta đi sang Âu Châu hay không? Các bạn có nghĩ ra cái câu hỏi để ví dụ thế thì con cháu người ta có bằng lòng không? Chưa chắc. Chưa Các bạn có nghĩ có bằng lòng không? chắc. Chưa chắc đúng không? Tức là câu trả lời của chúng ta là một là chính cái người đấy chưa chắc gì đã muốn sang Âu Châu. Hai là chính những cái con cháu của cha mẹ của những người đấy chưa chắc gì đã muốn cho cha mẹ người ta đã sang sống ở châu Âu. Đúng không các bác? Cái người này là người nào đây? Đang ngồi đây nhiều lắm. Là chính chúng ta đây các bác ạ. À. Là chính chúng ta đấy. Rõ ràng là chúng ta biết là có cái thế giới Tây phương cực lạc tốt đẹp như vậy. Phật thì thương đến cùng cực rồi, năn nỉ muốn mang chúng ta về đấy mà chúng ta chẳng chịu đi về. Đúng không? Các bác có đồng ý thế không? Có cái nơi tốt đẹp như vậy mà khuyên chúng ta là để nếu mà bố mẹ chư vị mà được đi trước ấy thì ủng hộ giúp đỡ để bố mẹ được về cái nơi đấy trước đi, mà chúng ta có đồng ý có làm theo không? Không. Vậy hỏi chúng ta là dại hay là chúng ta giác? Chúng ta là dại khờ, chúng ta là mê hay là chúng ta giác? Đúng không? Có đúng không các bác? Vậy hôm nay chúng ta có thay đổi không? Thay đổi nha, thay đổi nha. Xin hỏi các bác có quyết lòng vãng sanh về Tây phương cực lạc không? Quyết lòng giơ tay lên. Như thế đấy, đúng là chúng ta như những người châu Phi đấy, đúng là chúng ta mê Phật. Phật nói chúng ta là những kẻ đáng thương. Trong kinh Phật nói như thế đấy. Chúng sanh là những kẻ đáng thương. Nó nghèo khổ đến mức độ như vậy. Muốn mang nó về cái nơi sung sướng để nó sống cuộc đời an vui cực lạc nhưng mà không đi là không đi, không đi là không đi, đến lúc mà cha mẹ nó có cơ hội để đưa đón nó đi rồi mà cũng không cho đi là không cho đi, thế mà khổ đấy. Các bác có thấy khổ không? Vậy thì chúng ta hôm nay ngồi đây có đúng là chúng ta là những người may mắn không? Các bác có thấy mình may mắn không? May mắn lắm đấy nhá, may mắn lắm đấy. Cho nên là khi mà giác ngộ rồi, hiểu được lời Phật rồi, mới thấy là mình may mắn, vô cùng là may mắn. Mà những cái may mắn này nó không phải là tự nhiên. Phật nói là không phải tự nhiên mà hôm nay chúng ta gặp được cái cơ hội này đâu. Mà Ngài soi thấy là nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta tu hành, chúng ta đã từng niệm Phật rồi, hôm nay chúng ta mới có cái cơ hội ngồi đây để niệm Phật, để cầu nguyện vãng sanh đấy. Chứ chẳng phải đơn giản đâu. Từ vô lượng kiếp đến giờ chúng ta tu hành rồi đấy. Chúng ta đã từng cúng dường đến 4 tỷ lẻ một vị Phật rồi, hôm nay mới ngồi đây để mà niệm Phật cầu nguyện vãng sanh đấy. Đây là lời Phật nói ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh A Xà Thế đấy. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài khi mà thuyết ký kinh A Di Đà này, lúc đó là có A Xà Thế Vương Tử,
cùng với lại 4.000 vị vị gọi là Bà La Môn ngồi nghe, mà không ai phát nguyện vãng sanh. Ngài giới thiệu cho thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, Ngài chỉ bày cho cách là niệm Phật cầu nguyện vãng sanh về đấy rồi, mà 4.000 người này không ai niệm Phật, không ai cầu nguyện vãng sanh. Ngài mới dùng cái thần thông của mình soi xem cái căn cơ của những người này như thế nào, xem là cái phước đức của những người này như thế nào. À, thì Ngài mới nhìn thấy A Xà Thế đã cúng dường đến 4 tỷ Phật rồi. Đã từng cúng dường 4 tỷ Phật rồi mà không niệm Phật, mà không cầu nguyện vãng sanh. Còn hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu nguyện vãng sanh, tức là chúng ta phải hơn A Xà Thế 1 vị Phật. Đúng không các bác? Có nghĩa là 4.01 đấy đấy. Trở lên thì chúng ta mới niệm Phật, chúng ta mới cầu nguyện vãng sanh. Các bác có đồng ý chỗ này không? Đồng ý không? Vậy thì có mừng không? Đấy. Chứ chẳng phải là tự nhiên đâu, không có đâu, không có đâu. Đừng có nghĩ là chết là hết, đừng có nghĩ là chết là hết. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, đã từng sinh ra và chết đi, đã từng tu hành rồi, đọa lạc cũng có, sướng cũng có. Mà cúng dường chư Phật như vậy rồi, hôm nay mới gặp được pháp môn này, mới tin tưởng, mới tiếp nhận làm theo đấy. Cho nên là chúng ta trân quý đấy các bác nha. Có trân quý không? Đừng có bỏ tuột cái cơ hội này nha. Vậy thì chúng ta cùng nhau ôn lại một chút về những cái tòa đàm sáng ngày đấy, là cái vãng sanh nó như thế nào, để chúng ta xác định cho nó rõ ràng, để cho chúng ta nắm cho nó chắc, không có rồi chúng ta sẽ bị chao đảo, nó lại như là cuộc đời trước, lại bị đọa lạc, lại không biết đến đời nào mới quay lại được làm người, không biết kiếp nào chúng ta mới quay lại làm người. Mà đến lúc chúng ta quay lại được người làm người đấy, không biết là có gặp được Phật pháp hay không. Gặp Phật pháp rồi mà có gặp được cái pháp môn niệm Phật này hay không nữa. Tất cả những câu hỏi này để đặt ra cho chúng ta thấy là khó khăn, muôn vàn khó khăn đấy, không phải đơn giản đâu. Có thể nói đây là cái cơ hội gọi là duy nhất đối với chúng ta rồi. Cho nên là cố gắng, chúng ta phải trân quý đấy, giữ gìn đấy, đừng có tuột qua, đừng có tuột qua. Bỏ qua là chúng ta chấp nhận thương đau đấy. Thì sáng ngày có mấy câu hỏi để chúng ta thấy. Để chúng ta thấy. Cái thứ nhất ấy là cái danh từ vãng sanh này là Phật nói cho cái người mà khi xả bỏ báo thân là được A-di-đà Phật tiếp dẫn thẳng về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Đúng không các bạn? Đúng. Đấy, chúng ta phải xác định rõ ràng, đấy mới gọi là vãng sanh. Vãng sanh là rõ ràng là phải được A-di-đà Phật đón người đấy. Còn nếu mà không được A-di-đà Phật đón là người đấy không được vãng sanh. Chúng ta phải xác định rõ ràng như vậy. Người nào đón thì đi về đâu đấy, về cái cảnh giới nào, về đất nước nào đấy, về cái thế giới nào đấy, chứ còn về Tây Phương Cực Lạc không phải. Bởi vì người duy nhất có cái đại nguyện, người duy nhất được cái quyền để mà tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đó là ai các bác? A-di-đà Phật. Nên chúng ta xác định cho rõ ràng nhé. Nếu không xác định được rõ ràng như thế này, nhiều khi chúng ta tu hành, nhiều khi chúng ta niệm Phật, nhiều khi chúng ta đi hộ niệm cũng thực hiện sai. Lúc đó mà tắt hơi rồi là vội vội vàng vàng, một vị nào đến đấy đón chúng ta vội vàng đi theo. Xanh xanh đỏ đỏ, tướng tốt, tức là chúng ta vội đi theo, thì chúng ta về một cái đất nước nào đấy, chứ chẳng được về đất nước Tây Phương Cực Lạc. Cho nên phải rõ ràng cái điều này. Khi nào A-di-đà Phật đến đón thì chúng ta mới được đi theo. A-di-đà Phật giống như thế nào các bác? Giống như cái tấm hình mà ảnh A-di-đà Phật được treo bên cạnh chúng ta cái lúc chúng ta lâm chung ấy. Đấy là hình thôi, nhưng mà Ngài biết được cái chấp của chúng ta đấy, chấp đấy, chấp nhận đấy là A-di-đà Phật, thì Ngài sẽ hóa hiện ra đúng như cái hình đấy. Chúng ta phải nắm rõ cái đạo lý này. Không ai dám giả, đóng giả được. Bởi vì trong pháp giới đều có cái nguyên tắc của người ta.
Những người mà đóng giả là A-di-đà Phật ấy thì lập tức bị chư Long Thiên Hộ Pháp ra tay liền. Không ai dám đóng giả cả. Nếu khi chúng ta đã chấp nhận cái vị mà ảnh Phật, ví dụ như đây là cái màu vàng này là A-di-đà Phật rồi, thì khi mà vị nào đấy không phải A-di-đà Phật mà hiện hiện ra để lừa chúng ta ấy, thì lập tức chư Long Thiên Hộ Pháp ra tay liền. Đây là bổn tôn của chúng ta rồi. Không có ai ở trong pháp giới để có quyền được giả đóng giả là A-di-đà Phật. Người ta có thể quyền là đóng giả là người khác. Ví dụ như là mình nguyện là A-di-đà Phật màu vàng để đến tiếp đón, nhưng mà người ta hiện ra là màu đỏ hoặc là cũng tốt đẹp vân vân mà chúng ta vội đi theo, thì chư Long Thiên Hộ Pháp có ra tay không? Không. Không. Bởi vì là người ta không có vi phạm vào pháp luật. Các bạn nhớ được cái điều này. Cho nên rõ ràng nhé, từng điểm để chúng ta cụ thể. Cho nên vãng sanh hay không là chúng ta phải nắm chắc, phải làm đúng. Nếu làm sai chúng ta dám chịu. Chúng ta đi theo cái người nào đấy không phải A-di-đà Phật, chúng ta không được về Tây Phương. Điểm B nữa là xin giờ lại câu B. B là vãng sanh tức là chết, danh từ tuy khác nhau nhưng ý nghĩa thì tương đồng, có đúng không các bác? Sai đúng, sai hoàn toàn, một trời một vực mà. Người ta cứ tưởng là cái tướng là tắt thở thôi, là xả bỏ báo thân thôi, chứ người ta không biết được một người vãng sanh là được về sung sướng về cái nơi đất nước tốt đẹp như vậy, điều kiện sống tốt đẹp như vậy, còn người chết là phải đi vào cái nơi khổ đau, đúng không các bác? Đấy, người ta không hiểu điều này, còn chúng ta là phải hiểu rõ. Điểm C, đây là thuật ngữ chỉ cho người chết được tái sanh vào những cảnh thiện trong sáu đường luân hồi. Nói cái từ vãng sanh này như vậy có đúng không? Sai. Đâu có đâu. Được quay về làm trời là cái cảnh giới gọi là tốt nhất ở trong lục đạo này, tức là sáu đường đấy, vẫn phải chết. Mà cho dù là có mà ra khỏi lục đạo, có tu thành Bồ Tát đi, thì cũng không thể có cách nào để độ với Tây Phương Cực Lạc được. Lấy ví dụ như thế này, lấy ví dụ như là chúng ta tưởng tượng như là Âu Châu này có rất nhiều đất nước, có cái điều kiện sống rất tốt đẹp. Nhưng mà ở Âu Châu có một đất nước, có một cái điều kiện sống tốt đẹp nhất. Nói ví dụ như thế, ví dụ như là Đức chẳng hạn, Đức Quốc chẳng hạn, là cái đất nước gọi là tốt đẹp nhất Âu Châu. Thì cái cả cái Âu Châu này nó như là pháp giới hoa tạng ấy, là của cảnh giới Bồ Tát ấy. Còn Đức Quốc là Tây Phương Cực Lạc. Các bác để tưởng tượng ra cái mình đã muốn lấy cái hình tượng đấy để chúng ta để dễ hiểu. Cho nên là về đến Âu Châu rồi mà chư Phật vẫn bảo là thôi về Đức Quốc đi mới là tuyệt vời. Các bác có thông cảm cái ý muốn mình đã muốn nói không? Tức là vãng sanh các vị mà đã tu hành đến thành Bồ Tát ở cõi Hoa Tạng rồi, mà ở đấy chư Phật rồi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát vẫn khuyên các Bồ Tát là hãy liệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ông mới nhanh thành Phật được, mới là về cái nơi đấy mới là tốt đẹp nhất được. Các bạn có thông cảm chỗ này không? Cho nên hôm nay chúng ta từ ở cái đất nước khổ nghèo mà chúng ta thẳng về Tây Phương Cực Lạc, tức là vượt hẳn ở cái pháp giới hòa tạng đấy. Các bác có thấy mừng không? Mừng nhé, cố gắng nhé. Còn câu D là chỉ cho những người khi chết rồi để lại thân tước, thân tướng, thân xác là mềm mại, sắc tướng an lành, là cái từ vãng sanh như thế có đúng không? Không đủ nhé các bác nhé. Nhớ đi, cho nên hôm nay chúng ta lắm vững thế này là chúng ta vững vàng lắm. Bởi vì cái này đưa ra là để gì? Để rất nhiều người hiểu lầm cái từ vãng sanh. Nhiều người cứ tưởng là được cái thân tướng tốt đẹp một tí tưởng đấy là vãng sanh. Không phải, không phải. Bởi vì những người mà tu hành quay được trở lại làm người, người ta cũng có tướng tốt. Người ta mà được tái sanh lên trời làm tiên, người ta cũng có tướng tốt.
người ta được rơi vào cái cảnh quay lại là làm hàng chư thần ấy, gọi là Atula ấy, cũng để lại thân tướng tốt đẹp vô cùng. Có nghĩa là thân tướng tốt đẹp không quyết định cái việc vãng sanh. Nhưng mà được vãng sanh ấy thì 100% là có thân tướng tốt đẹp. Hai cái này khác nhau các bác nhé. Đấy, khác nhau đấy. Cái người mà được vãng sanh là người như thế nào thì được vãng sanh các bác? Tín nguyện hành. Tín nguyện hành đầy đủ. Người phải liên Phật, người phải tin tưởng tuyệt đối vào lời Phật. Phải tin tưởng 100% Phật không bao giờ nói sai. 100% là có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như sáng ngày chúng ta tụng kinh ấy, đúng không? Quý nhà Di Đà đấy. Ngài nói là từ đây đi về phương Tây có một thế giới là Tây Phương Cực Lạc, đang tồn tại như vậy, điều kiện sống tốt đẹp như vậy. Có Phật A Di Đà ngày ngày đang dạy học ở đấy. Có chư Bồ Tát, chư Thượng Thiện Nhân, nhân dân ở đấy đông vô cùng, toàn là chư Bồ Tát luôn. Ngày đêm đang học, đang niệm Phật, đang mà tu hành ở đấy. Các bác có thấy chỗ này không? Đây là lời Phật dạy rồi. Vậy thì chúng ta là phải phấn đấu về đấy. Mà người được vãng sanh về đấy 100% có tướng đẹp. Còn người mà có tướng đẹp chưa chắc đã phải là vãng sanh, đúng không các bác? Đấy, chúng ta rõ ràng như vậy rồi. Thì chiều nay chúng ta lại tiếp tục nghe lão cư sĩ Diệu Âm nói nào. Cái điều kiện nào, như thế nào thì để được vãng sanh? Chúng ta muốn vãng sanh lắm rồi đúng không? Các bạn có muốn vãng sanh không? Muốn vãng sanh rồi thì phải làm thế nào mà được vãng sanh? Chứ phải không phải là muốn mà được đâu, đúng không? Muốn không có đủ không các bác? Không đủ đâu. Sáng ngày chúng ta nói rồi, có niệm Phật đấy, có tu hành, có phát nguyện đấy, mà sau cùng chưa chắc đã được vãng sanh. Chưa chắc đã được vãng sanh. Bởi sao? Bởi vì nghiệp chướng nó hoành hành. Thân thể của chúng ta là một trong những cái báo nghiệp của chúng ta, nó báo đời. Cho nên là bệnh tật này, chướng lại này, con cháu không biết về cái pháp này, nó cũng chướng ngại chúng ta này. Vợ chồng, cha mẹ không biết cũng chướng ngại chúng ta này. Chính bản thân chúng ta không biết, chính chúng ta chướng ngại chúng ta. Đúng không các bác? Nó là như thế. Cho nên rất cần phải hiểu rõ, rất cần phải có người biết về cái pháp vãng sanh để hướng dẫn chúng ta. Các bạn có đồng ý thế không? Người nào là biết pháp vãng sanh? Ban hộ niệm đấy, đúng không các bạn? Rõ ràng sáng ngày là chỉ nói hai đối tượng thôi, là người bệnh và gia đình người bệnh thôi. Mà sau cùng ngài còn phải nói là còn một đối tượng thứ ba nữa rất là quan trọng, đó là ban hộ niệm. Nếu mà ba cái đối tượng này mà biết rõ ràng, làm chính xác rồi thì cái công cuộc vãng sanh của người này đảm bảo xác suất rất cao, đúng không các bác? Đúng rồi. Vậy thì người bệnh là ai? Là chúng ta. Con cháu của người bệnh là ai? Là chính chúng ta. Ban hộ niệm là ai? Cũng là chúng ta luôn, đúng không ạ? Cho nên là những cái tọa đàm này nó quý lắm, quý vô cùng. Nếu mà chúng ta không lắng được ấy, là chúng ta bị sơ suất. Mà đã sơ suất thì là khó khăn rồi. Khó khăn rồi đấy. Còn nếu mà chúng ta biết chúng ta không sơ suất thì là thuận lợi. Rõ ràng là như vậy. Thì trở lại về cái tọa đàm của chiều hôm nay, để chúng ta thấy cái hiện tượng mà muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hay là nói cái hiện tượng vãng sanh đấy, thì cần nhớ những cái điểm gì đây? Cần nhớ những cái điểm gì đây? Tức là đi từng điểm cụ thể một, để chúng ta xác định rõ ràng. Khi mà các bác bảo đúng là mình phải giữ chắc lại, bảo sai là chúng ta phải bỏ đi. Không được là lao trao nữa, không được là lay chuyển nữa. Cho dù là cả cái đất nước này người ta bảo là mình sai lầm, mình cũng không có bỏ, đúng không các bác? Niềm tin phải vững vàng như thế. Khi mình biết đã chắc chắn là như vậy rồi là mình phải giữ. Cho dù là cả cái thế giới này người ta bảo là ông sai lầm rồi, ông niệm Phật thế là sai lầm, ông cầu nguyện vãng sanh như thế là sai lầm rồi, chúng ta có bỏ không? Không được bỏ. Vậy thì mới là vững vàng ấy nhá, vững vàng như thế nhá. Chứ đừng có mà vừa niệm Phật một tí rồi xong ông chồng bảo thôi bà đừng có niệm Phật nữa, vội vàng bỏ đi.
đúng không? Hoặc là đang niệm Phật thì con nó bảo sao mẹ không ở đây với con, mẹ niệm Phật làm gì, vội vàng bỏ đi. Hoặc là người ngoài, hoặc là một người tu hành nào đấy, cái này là dễ mắc nhất đấy. Một người tu hành nào đấy nói là làm gì có cái chuyện vãng sanh dễ dàng như thế được. Sư phụ của tôi tu luyện 70-80 năm còn chưa nói đến vãng sanh. Mấy cái người còn vợ, còn chồng, còn đầy giấy như thế này mà nói vãng sanh, và vãng sanh kiểu gì? Chúng ta vội vàng nghe theo, vội vàng tự ti, vội vàng nghi vấn lời Phật. Sau cùng chính chúng ta bị đọa lạc bởi vì cái nghi vấn này, bởi vì cái tâm lao trao này, đúng không các bác? Cái này có nhiều người mắc không? Rất nhiều. Nhiều người mắc lắm. Nhiều người niệm Phật rồi, nhiều người đã đi hộ niệm, đã chứng kiến cảnh tượng vãng sanh rồi, mà sau cùng vẫn chạy theo thế gian đấy. Nhiều người niệm Phật rồi, nhiều người đi hộ niệm rồi, vậy mà cha mẹ mình khi bệnh xuống, bác sĩ chê rồi, vẫn giữ cha mẹ, không muốn cho cha mẹ rời khỏi mình đấy. Đúng là như là những người nghèo đói đau khổ ở châu Phi không muốn cho cha mẹ sang Âu Châu đấy các bác ạ. Nó là như thế đấy, đúng không các bác? Cho nên chúng ta phải nắm vững nhé, đừng có lao trao mà mình trở thành là cái kẻ đầy đọa cha mẹ mình xuống đường khổ. Bởi vì chúng ta không nắm được cái điều này. Chính mình là nạn nhân rồi, chính mình lại là kẻ mà đẩy cha mẹ vào nơi đường khổ đấy. Là khổ, là khổ cái chỗ này đấy. Nên chúng ta cố gắng để lắm đấy. Cái hiện tượng này nhiều lắm đấy. Nhiều lắm đấy. Nhiều người niệm Phật cầu nguyện vãng sanh rồi, khi bệnh xuống rồi bắt đầu đi cầu mọi cái con đường khác. Cầu người này cứu, cầu cái người kia cứu, làm sao cho con khỏi bệnh, làm sao cho mẹ con khỏi bệnh. Như thế đấy. Các bác có thấy oan uổng không? Có thấy rõ ràng là niềm tin của chúng ta nó yếu đuối không? Các bác có thấy xác định được cái điều này không? Sau cùng chính những người này tuột mất con đường vãng sanh. Cho nên là nhớ cái chỗ đấy. Cho dù đời này có thể là chúng ta bị nghiệp báo hành hạ cái thân này, làm cho chúng ta khổ đau đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải quyết lòng cắn răng chịu đựng cái đau này và niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh, thì chúng ta mới được vãng sanh, đúng không các bác? Có quyết lòng như thế không? Quyết lòng nhé, quyết lòng. Rõ ràng là như thế đấy. Chứ không phải là hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta khỏe, chúng ta nói ngon lắm, nhưng mà khi bệnh như cô Phú rồi ấy là không niệm Phật được. Cho nên hôm nay mà nhìn thấy cô Phú như thế này, chúng ta có thấy khâm phục không? Các bác nhìn thấy cô Phú là người ung thư giai đoạn cuối rồi, bác sĩ chê rồi, không còn chữa chạy được rồi, vậy mà vui vui vẻ vẻ niệm Phật, quyết lòng cầu nguyện vãng sanh. Con cái thì bây giờ ủng hộ hết lòng hết dạ niệm Phật ngày đêm để cầu cho mẹ mình vãng sanh. Các bác có thấy khâm phục không? Tuyệt vời. Làm sao mà để cô Phú giữ được cái tinh thần này, giữ được cái niềm tin này? Con cái cũng phải quyết lòng giữ bằng được cái niềm tin này, thì cái cơ hội vãng sanh của mẹ mình, của cô Phú sẽ có cái xác suất rất cao, rất cao. Đúng không các bác? Đúng rồi. Đây là lời Phật mà, làm sao có thể sai được, đúng không? Đúng không? Cô Phú cứ làm nhé. Sáng ra vẫn niệm Phật 2 tiếng rưỡi và vẫn còn lạy Phật cùng với chúng con, còn thua chị luôn đấy ạ. Đấy. Bây giờ là ung thư là chạy khắp nơi rồi các bác nhé, không phải đơn giản đâu. Mình nhìn thế thôi, nhưng mà khi mà các bác mà biết sự thật về cái bệnh tật của cô Phú như thế nào và cái tinh thần của cô như thế nào, thì chúng ta bái phục sát đất luôn. Thực sự đấy, không phải đơn giản đâu, không phải đơn giản đâu. Cho nên là vừa qua thì chúng ta lại gặp được cái đường Zoom này, thấy những cái ca hộ niệm mà người ta thành công như vậy, nhất là cái ca vừa rồi của
của bác Bùi Thị Sói đúng không? Gia đình nhà chú Ngọc đấy. Niệm Phật đến hơi thở cuối cùng còn vái Phật long vai, xong rồi vẫy tay chào mọi người. Sáng còn nói là thôi thay quần áo cho tôi đi để chiều nay để tôi về với Phật. Như thế chúng ta đã thấy tin chưa? Chúng ta có vững vàng niềm tin không các bác? Vững vàng, quyết tâm. Như thế bệnh tật đầy người mà quyết lòng như vậy đấy. Như thế đấy, ai đến chơi không tiếp nữa, để cái ghế đấy. Ai hỏi cái gì A Di Đà Phật, bảo bác có ăn uống cho nó khỏe đấy. A Di Đà Phật, hỏi vài câu thấy bác cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tôi chán phải bỏ về. Và sau cùng là kết quả như thế đấy. Còn chúng ta thì như thế thì mất anh mất em thì sao, đúng không? Còn hàng xóm đâu nữa, bây giờ mà chết như thế thì họ hàng ai người ta đến? Không, không có lẽ là tự mình chôn lấy mình hay sao, đúng không? Tất cả những cái này nó làm chướng ngại cái công cuộc vãng sanh của chúng ta. Còn bác Bùi Thị Sói vãng sanh xong thì cả họ là hân hoan hãnh diện, đúng không các bác? Lúc trước thì chê bai, đến khi mà bác vãng sanh rồi cả họ hân hoan, đi đâu cũng nói nhà tôi, họ nhà tôi, có bác ấy như thế này được vãng sanh thành Bồ Tát rồi. Các bác có thấy nó vinh hiển không? Vinh hiển đấy, vinh hiển đấy. Như thế đó. Trở lại cái câu trả lời A, người chết để lại cái thoại tướng mềm mại thì chắc chắn được vãng sanh, đúng không các bác? Sai đấy. Sáng ngày chúng ta đã nói cái điều này rồi. Cái này không có cái gì chắc chắn cả, không có cái gì chắc chắn cả. Chắc chắn là chính cái người này phải tin tưởng tuyệt đối. Chắc chắn là chính cái người này phải tin tưởng tuyệt đối vào lời Phật dạy. Tin tưởng tuyệt đối là có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tin tưởng tuyệt đối là 48 đại nguyện A-di-đà Phật. Tin tưởng tuyệt đối là A-di-đà Phật là người duy nhất cứu mình về Tây Phương Cực Lạc. Phải tin tưởng tuyệt đối cái điều đấy. Thực sự là chư Phật nói hoặc là Hòa Thượng nói, chư vị ơi, cái lúc mà mình nhắm mắt tắt hơi đấy, mình quay ngược, quay xuôi, ngó ngang, ngó xuôi, con cháu đứng bên cạnh mình, cha mẹ, anh em đứng bên cạnh mình, không ai cứu được mình. Không ai cứu được mình. Cái lúc đó đấy, ngóc lên nhìn, muốn nhìn cầu cứu vào con chẳng cứu được. Cầu cứu vào cha, cha chẳng cầu cứu, chẳng cứu được. Chỉ có một người duy nhất cứu được chúng ta, đó là ai các bác? Là A-di-đà Phật đấy. Cho nên hiểu được điều này thì không dám là lơ là cái công cuộc vãng sanh, không dám lơ là không niệm Phật nữa, không dám lơ là không cầu nguyện vãng sanh nữa, đúng không các bác? Chúng ta có chăm chỉ niệm Phật không? Có quyết lòng cầu nguyện vãng sanh không? Quyết lòng nhá đấy. Phải như thế mới được vãng sanh đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Rõ ràng là phải tín nguyện hành phải đầy đủ. Đầy đủ trong cái lúc nào các bác? Đầy đủ trong cái lúc chúng ta xả bỏ bản thân, chứ chẳng phải đầy đủ bây giờ. Chẳng phải là bây giờ chúng ta niệm 10 câu, chẳng phải bây giờ chúng ta nguyện đeo đẻo như thế này chúng ta được vãng sanh đâu. Không. Nhưng mà bây giờ chúng ta có niệm Phật không? Có chứ. Niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh tha thiết hàng ngày, để cái trùng tử này, để cái phước báu này nó giúp đỡ chúng ta làm cái nhân trùng mà lúc lâm chung chúng ta mới có thể bật ra được, đúng không các bác? Đúng rồi. Nhờ chúng ta tu hành làm thiện làm lành, niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, hồi hướng công đức cho chư vị pháp giới, người ta mới nguôi ngoai, người ta mới buông tha cho mình đấy, đúng không các bác? Đúng rồi. Còn không tu, không hành, không niệm Phật thì tất cả những khó khăn này đang trực chờ chúng ta đấy. Cái ách lạc khổ đau này đang chờ chúng ta phía trước đấy. Ngài nói rõ ràng là như thế đấy. Làm sao mà dám lơ là được chứ?
Cho nên lão cư sĩ Diệu Âm cũng như hòa thượng Tịnh Không có nói được, cứ để cho người ta không niệm Phật đi, chư vị sẽ coi xem cái lúc cuối đời người ta ra sao. Được, cứ để người ta coi là 95 này là tốt đẹp nhất trên thế gian này đi. Còn vô lượng kiếp về sau, ti tỷ đời, ti tỷ kiếp về sau, người ta như thế nào đây? Câu hỏi đấy để cho chúng ta tự xác định lấy mình. Rõ ràng là vô cùng quan trọng đấy, chứ chẳng phải đơn giản đâu. Câu B, người biết trước ngày giờ, an lành ra đi để lại nhiều xá lợi, chắc chắn là được vãng sanh. Có đúng không các bác? Sai lắm đấy. Cho nên là trong cái này nó có rất nhiều vế, nhưng mà chúng ta chỉ khai thác hai vế thôi. Một vế thứ nhất là phải quyết lòng cầu nguyện vãng sanh, tin tưởng tuyệt đối, niệm Phật chăm chỉ và lúc xả bỏ thân còn phải niệm Phật được, phải buông xả được tình chấp xuống thì mới được vãng sanh. Cái vế thứ hai là nói đến cái chuyện mà không tu hành niệm Phật, tu các pháp khác, cho dù công hạnh tu hành có tột bậc, có thể đến lúc ra đi để lại hàng vạn viên xá lợi mà vẫn còn phải ở trong tam giới. Đây là cái vế thứ hai để đánh thức chúng ta. Đừng có coi thường cái pháp hộ niệm này, đừng có coi thường cái công cuộc niệm Phật này. Tu hành giỏi như ngài Hư Vân, lão hòa thượng hỏi rằng trong thế giới này có người thứ hai không các bác? Không bói ra một người đâu. Ngài Hư Vân, lão hòa thượng mà nhập định một lần ấy là cả mấy tháng trời, nếu mà không có người mà đánh thức ấy, ngài vẫn nhập định như vậy. Các bác biết công hạnh cải tu hành như thế nào không? Đến nỗi mà khi mà ngồi xuống luộc lùi khoai lang ấy để ăn ấy, bắt đầu ngài ngồi thiền luôn. Thiền mà đến mức độ cái lùi khoai lang ấy mọc, cái mốc nó meo đến hàng thước rồi, ngài vẫn chưa tỉnh đấy, vẫn ở trong định. Đến khi mà các đệ tử đến đánh tiếng gánh keng một cái, bây giờ mới bảo sư phụ ơi, sư phụ dậy đi, bây giờ ngài mới tỉnh dậy đấy, mới gọi là xuất định đấy. Tu hành đến là cả năm không cần tắm, vào đến chỗ ngài là mùi hương thơm ngát luôn, mấy tháng trời không ăn, không đói, không gì cả. Các bác nghĩ là cái người này ở thế gian thì bây giờ có người thứ hai không? Không có đâu, không có đâu các bác, không có đâu. Đi đêm không cần đèn nữa đấy. Có một lần ngài đi đêm mà từ ngoài đường về nhà, đi qua cánh rừng đấy, trời tối đen như mực mà ngài vẫn thấy bình thường như ban ngày. Đến khi mà đi ngược lại với ngài, có mấy người mà cầm cái đèn đi đêm ấy, soi đèn ấy, gặp ấy, ủa hòa thượng đi đâu mà tối đen thế này? Bây giờ ngài mới giật mình thì cảnh đen, cảnh tối của ban đêm nó mới bao trùm. Ngài có những cái định lực đến mức độ như thế. Khi mà chúng ta tìm hiểu về cái công hạnh tu hành của ngài, không có thể, trong thế gian này mình đang nghĩ là không có thể ai sánh đặt được. Vậy mà sau cùng cái ngày ra đi của ngài, mà khi mà hỏa thiêu đấy, để lại hàng bao nhiêu viên xá lợi, hàng bao nhiêu viên xá lợi tuyệt vời như vậy, mà ngài mới sinh về cõi trời nào các bác? Đâu xuất này, đâu xuất là vẫn ở trong cảnh trời, vẫn ở trong tam giới đấy. Tu hành như vậy mà vẫn còn ở trong luân hồi đấy. Các bác có thấy là khó không? Tu hành đi con đường này có khó không? Còn hôm nay cô Phú ngồi đây niệm Phật hết báo thân này, cái A-di-đà Phật đưa thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Các bác có thấy dễ không? Có thấy tuyệt vời không? Vậy chúng ta đi theo con đường nào đây? Đi con đường niệm, phải đi theo con đường niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Đúng không? Ngồi đây không có cô Phú.
Đúng không? Chúng ta đi con đường, chúng ta đi con đường mà Phật đã tuyển chọn cho chúng ta. Đúng không các bác? Phật tuyển chọn cho chúng ta con đường nào các bác? Niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không các bác? Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tuyển chọn. Chúng ta tụng kinh A Di Đà đấy, Ngài từ kinh khẩu của Ngài nói ra đấy. Đúng không? Ngài khuyên chúng ta cầu nguyện vãng sanh trong cái đoạn kinh sáng ngày chúng ta đọc. Nguyên ngắn như vậy mà Ngài khuyên đến mấy lần các bác? Bốn lần. Bốn lần khuyên chúng ta cầu nguyện vãng sanh. Ngài từ bi đến mức độ như vậy. Một lần khuyên thì chưa đủ. Khuyên một lần nữa chư vị ơi nguyện vãng sanh đi. Chưa đủ. Khuyên đến lần thứ ba rồi. Quá tam ba bận rồi Ngài vẫn còn sợ chúng ta vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn không cầu nguyện vãng sanh. Ngài lại còn phải khuyên lần nữa là nguyện vãng sanh đi chư vị ơi. Chúng ta có thấy Ngài từ bi đến tột cùng không? Các bác có công nhận là chư Phật là từ bi đến tột cùng không? Có công nhận không các bác? Vậy mình có cầu nguyện vãng sanh không? Nguyện vãng sanh nhé. Rõ ràng như vậy đấy. Cho nên chúng ta đã chọn được cái con đường này rồi thì xin chư vị chúng ta phải vững vàng. Biết được con đường này rồi mà còn phải nghiên cứu hộ niệm nữa. Bởi vì chính người hộ niệm như sáng nay chúng ta nói đấy là những người khỏe hơn mình, là những người biết được cái pháp hộ niệm này, biết được cái pháp vãng sanh này này, người ta khỏe hơn mình. Chứ không phải là người ta giỏi hơn mình. Không phải là cái người đấy là có cái công phu tu hành hoặc là người ta đạt được cái mức độ nào hơn mình. Không phải. Người ta cũng phàm phu như mình. Người ta cũng có vợ, có chồng, cũng còn tình chấp, còn nhiều thứ lắm. Nhưng mà người ta khỏe hơn mình. Mình thì con ruồi không đuổi được nữa rồi. Mình thì bị oan gia trái chủ đến báo đời rồi. Mình thì các cảnh tượng là khủng khiếp đến khủng bố, hãi hùng liên tục xảy ra với mình rồi. Mình là chìm trong cơn ác mộng này triền miên rồi. Còn người ta thì không. Người ta thì chưa. Người ta khỏe hơn, người ta ngồi bên ấy, người ta biết. Biết là cái lúc đấy là mình đang sợ hãi. Thì người ta cầm tay, người ta bảo là niệm Phật đi bác. Đừng để ý đến cảnh giới đấy. Có tôi đây này. Tôi đây là thật này. Niệm Phật đi. Khi mà chúng ta nghe theo, chúng ta niệm một câu chưa tan, câu thứ hai chưa tan, câu thứ ba là tan. Các bác có thấy cái pháp niệm Phật này tuyệt vời không? Có thấy người hộ niệm là quan trọng không? Có cần người hộ niệm cho mình không? Cần lắm đấy các bác nhé, cần lắm đấy. Hàng vạn phu như chúng ta mà không lo hộ niệm thì cái ách làn trước mắt chúng ta khó hỏng thoát khỏi đấy. Nguyện mong cho tất cả chư vị chúng ta khi mà nghe được những cái lời về pháp hộ niệm này, nắm bắt được cơ hội này thì chân quý y giáo phụng hành để một đời này chính chúng ta được vãng sanh, chính chúng ta cứu người thân của chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.